Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Lăng Ngọc tiết lộ bí kíp học được từ Kim Jong Kook, còn nhắc một điều về Song Ji-ho ở hậu trường. Tập 10 Running Man Việt mùa 2 có lẽ là tập phát sóng để lại nhiều dấu ấn nhất với khán giả khi có sự xuất hiện của người năng lực Kim Jong Kook. Sau khi bị loại bởi kẻ mạnh, Lan Ngọc Liên Bình Phát đã cực kỳ phấn khích trong nhà giam, chia sẻ cảm xúc sau khi đối đầu với Kim Jong Kook. Phân cảnh trong đoạn clip hậu trường của bộ đôi Phát Ngọc khiến fan vô cùng thích thú. Ngọc nữ chia sẻ trong nhà giam Running Man Việt: "Ảnh nhanh lắm, không chơi thay đôi được đâu, nhìn chơi đã lắm luôn á, thật sự là người ta không cần phải uýnh lộn luôn, chỉ cần nắm áo là xé được." Liên Bình Phát dù bị loại nhưng hết sức xúc động khi được đối đầu với tượng đài Running Man. Nào giờ chỉ nghe danh và được xem thôi, bữa nay được chứng kiến mới thấy anh Kim quá mạnh, được tham gia trung tập với huyền thoại của Running Man, bữa nay được chiến đấu với anh, chết cũng công tâm. Lan Ngọc hào hứng khi kể lại những khoảnh khắc chứng kiến Ngô Kiến Huy bị Jong Kook xé bảng tên, ảnh đi bộ qua ảnh xé cái dẹt. Đặc biệt, Lan Ngọc còn nhắc đến cả Song Ji-ho và Jeon So-min, hai bóng hồng Running Man bản Hàn. Chị Ji-ho với chị So-min, chắc Ngọc với Ngân thì cũng như hai bé tép vậy đó, nằm xuống đi cưng sẹt sẹt. Lan Ngọc khoe với Liên Bình Phát rằng mình đã học lỏm được chiêu xé bảng tên của người năng lực sau khi đấu tay đôi. Bé Bình cũng dặn dò Lan Ngọc: "Nhớ nhé, bỏ túi để lấy về Việt Nam chơi với đội mình, chơi với mấy người kia." Cả hai còn thực hành ngay tại nhà giam. Liệu Lan Ngọc có áp dụng được chiêu thức cô học từ Kim Jong Kook trong những tập phát sóng sắp tới?